Khi ăn các món chiên giòn, điều làm chúng ta ái ngại nhất là sợ dầu mỡ, sợ tăng cân. Vậy thì mình hãy thay đổi phương thức chế biến một chút để vừa thỏa sở thích ăn đồ chiên, vừa né bớt dầu mỡ. Sau đây, kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn sẽ mời cả nhà một công thức món chiên rất lành mạnh, đó là nấm bó sả. Em dùng 450g nấm kim châm, mỗi bó nấm có trọng lượng là 150g. Em cắt vỏ bớt phần chân nấm già. Rồi sau đó mình tách bó nấm ra làm 3 phần bằng nhau. Em chuẩn bị chậu nước muối pha loãng. Em cho nấm kim châm vào rửa sạch. Sau đó cả nhà rửa nấm lại một lần nữa với nước sạch rồi để ráo. Mình cũng có thể dùng khăn giấy để lau khô nấm kim châm. Dùng 50g bột gạo, em lăn nấm kim châm qua bột. Kế đến cả nhà cho nấm vào nồi hấp chín sơ nha. Mình hấp nấm kim châm từ lúc nước còn lạnh cho tới khi nước trong nồi vừa sôi tới là được. Lúc này nấm đã chín sơ và thấm lớp bột gạo bên ngoài để tạo độ kết dính. Em dùng một đoạn gốc cây sả khoảng 10cm. Đặt cây sả lên miếng nấm rồi cuộn lại. Dùng 3 cái bánh tráng vuông mỏng. Em xếp đôi bánh lại rồi cắt bánh ra làm hai. Mình làm mềm bánh tráng với chút nước. Em đặt cây nấm bó sả lên bánh tráng xong rồi cuốn lại. Tiếp theo em pha 50g bột chiên giòn với 1 muỗng cà phê hạt nêm nấm, 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê ớt bột, 70ml nước. Giờ em sẽ lăn những cây nấm bó sả qua hỗn hợp bột vừa pha. Tiếp tục em lăn cây nấm qua bột khô lần nữa. Và đây cũng là bột chiên giòn đó cả nhà. Mình sử dụng lượng bột khô này là 70g. Em làm nóng nồi chiên không dầu, rồi xếp nấm bó sả lăn bột vào rổ chiên. Em quét lên một lớp dầu ăn. Mình chiên nấm lần 1 với 180 độ C trong 15 phút. Giờ em trở mặt cho những cây nấm bó sả này. Em cũng quét lên một lớp dầu ăn mỏng. Mình tiếp tục chiên nấm lần 2 với 180 độ C trong 10 phút. Sau gần 30 phút chiên thì chúng ta đã có những cây nấm bó sả chiên vàng giòn hấp dẫn. Cả nhà có thể thấy lớp vỏ bột bên ngoài rất vàng, rất giòn và gần như không đọng dầu, nên khi ăn vừa không gây ngán mà còn giảm đi lượng dầu mỡ không cần thiết nạp vào cơ thể nữa. Ẩn mình sau lớp bột giòn tan này chính là những sợi nấm kim châm dai dai, giòn giòn, thấm chút gia vị mặn mặn, cay cay và có hậu ngọt rất đặc trưng, dù công thức này Duyên Nguyễn không dùng xíu đường nào cả. Khi thưởng thức, cả nhà hãy chấm kèm chút tương ớt cay nồng cho tăng thêm vị đậm đà hấp dẫn nha. Kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn mến chúc cả nhà làm nấm bó sả chiên giòn thành công.